Trong số báo 44 phát hành ngày 28 tháng 10 năm 2024, tạp chí Kinh tế Việt Nam dành chọn chuyên mục tiêu điểm cho chủ đề Nhìn lại 30 năm thu hút FDI của tỉnh Thanh Hóa. Các bài viết nổi bật trong số 44 gồm có Khởi nguồn từ vùng đất khó, tác giả Xuân Thiên Đường lớn đã mở, tác giả Thiên Anh Nhận diện điểm nén, khơi thông dòng vốn ngoại, tác giả Thiên Anh Hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tác giả Nam Khánh Tổng quan thu hút FDI của tỉnh Thanh Hóa đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư đón làn sóng fdi mới phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn mại chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ngoài ra trong các chuyên mục chính của số báo 44 còn có các bài gỡ điểm nóng hoàn thuế kiến nghị giới hạn trách nhiệm với công chức thuế gói tín dụng ưu đãi cho vay mua nhà xây nhà tháo gỡ khó khăn khi giải ngân tăng cường hợp tác quốc tế phát triển ngành hà lan việt nam hàng đã ra nhưng giá trung cư hà nội vẫn tăng chóng mặt dòng vốn sụt giảm việt nam chưa có thêm kỳ lân công nghệ mới lạm phát vẫn là vấn đề nan giải của kinh tế Mỹ. Quý độc giả có thể đặt mua tạp chí Kinh tế Việt Nam bản in nhanh chóng và thuận tiện qua nền tảng faha.vneconomy.vn hoặc đặt mua phiên bản PDF của tạp chí in trên nền tảng báo số với các gói báo số 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng với nhiều ưu đãi.